theo yêu cầu riêng, order riêng một cái video mà giới thiệu chi tiết chiếc 760 Li, thì bây giờ mình sẽ lên clip chi tiết cho anh em chiếc 760 Li này nhá. Chiếc 760 Li này thì là một trong những cái mô hình xe cũng rất là đẹp. Bản này là của Chimei thì 124 nhá. Đây là cái quy cách đóng gói của nó này. Mẫu này thì mình sẽ có 3 màu, đó là màu trắng, màu đen và màu đỏ. Phiên bản đỏ thì nó là dạng đỏ đô anh em nhá. Đó, đỏ đô và cái nóc này. Đó, cái nóc của nó là màu bạc. Đó. Phiên bản này thì chức năng cũng khá là nhiều, có đánh lái này, có nhún này, có đèn âm thanh và có cả bấm vô lăng nhá. Cái màu đen này thì cảm giác sẽ mạnh mẽ và nam tính hơn, tại vì cái màu đen này là màu đen lì anh em nhá. Đó. Là cái mặt cá năng Chimei làm rất là tốt. Đặc biệt nữa đó là Chimei rất là chú trọng cái phần gầm nhá. Đây này, anh em thấy cái kết cấu phần gầm được Chimei làm cực kỳ là chỉnh chu và cực kỳ là chi tiết nhá, sắc nét đó. Cầu bệ này các thứ đầy đủ hết anh em nhỉ. Ống xả này các chi tiết dày dặn được Chimei rất chăm chút. Cái phần ghế này thì Chimei cũng làm có thể tịnh tiến được, nhưng mà cái quãng đường của nó rất là ngắn nhá. Cái khoảng của nó thì một chút xíu thôi. Được cái bản này full kính anh em này. Chiếc này thì sẽ không có công tắc, nên là anh em chỉ cần rút cái chắn pin dưới gầm xe ra thôi. Sau đó anh em phải nhấn đuôi xe nhá. Đó. Nếu anh em mà có nhu cầu mà nên chiếc mô hình nào khác nữa thì cứ nhắn tin cho mình xe cà son nha.